Chào các bạn, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp cái phi tiêu bốn cánh này nha. Cái này theo mình thấy thì cũng khá dễ, có thể chơi như chồng chóng cũng được, không thì đem ra làm phi tiêu. Giờ để gấp về cho dễ thì các bạn lấy một cái tăm hay cái gì đó nhân đạo này để nhét giấy cho nó dễ. Đầu tiên là các bạn cắt giấy này, nếu các bạn có giấy A4 thì các bạn gấp đôi lại như này, hoặc là từ này gấp đôi cũng được. Cái này là mình làm từ cái tờ này gấp đôi, nó hơi nhỏ cho nên bây giờ mình sẽ cắt to hơn nữa cho các bạn dễ nhìn. Đây, mình bắt đầu gấp nhé. Đầu tiên là gấp đôi theo chiều dọc này. Gấp đôi tiếp này. Sau đó gấp lại. Rồi, tiếp theo các bạn. Gấp miếng này lại. Rồi, các bạn đặt xuống. Bé cái này lên, theo cái nếp ở giữa. Này các bạn bé xuống. Rồi, hai bên ngược chiều nhau như thế này. Bây giờ các bạn gấp đôi cái này lại. Lật lại bên này cũng gấp đôi luôn. Như này là gần xong rồi. Bây giờ các bạn mở cái này ra nhé. Các bạn bé cái đầu này vào. Đây. Cái đầu tam giác này này. Rồi các bạn mở ra. Mở hẳn từ đấy ra. Ấn nó bên này vào. Đấy. Sau đó các bạn vuốt lên theo cái nếp này. Ở đây bây giờ nó có cái kẽ. Các bạn sẽ dùng cái tăm này, là nếu mà các bạn có móng tay thì các bạn nhét vào đây. Đấy. Tiếp theo bên này các bạn làm tương tự thôi. Đây là sau một bên. Bây giờ cái còn lại các bạn làm tương tự như thế này thôi. Rồi, xong xuôi các bạn được hai cái như thế này. Rồi. Các bạn đặt hai cái này chồng lên nhau như thế này. Để nó tạo thành vuông góc như thế này. Đó. Rồi, bây giờ các bạn bẻ.
Cái cuối cùng các bạn nhét vào lỗ rồi này. À, như vậy là xong rồi đấy. Nếu bạn muốn chơi trong trống thì ở đây có cái lỗ này, các bạn lấy cái tăm các bạn chọc vào đây. Sai. Rồi, mình sẽ dừng video tại đây nha. Chúc các bạn làm thành công. Qua chào các bạn.